Chào buổi sáng mọi người. Ok, chúng ta lại có thêm một ngày nữa để tiếp tục gặp lại nhau rồi. Hôm nay thì lại tiếp tục câu chuyện ngày hôm qua. Hôm qua mình có đăng vlog lên thì cũng rất là nhiều anh em bình luận đó về nhiều vấn đề với chiếc Ferrari của mình. Thì bây giờ là vừa sáng ra nhé, hiện tại là 7 giờ. Đấy, mọi người đang bắt đầu lên kế hoạch để tiếp tục những công việc ngày hôm qua mà mình còn đang dang dở và chưa thực hiện được. Thì ở đây là chú Lợi này vẫn tiếp tục đây này, các bạn thấy chưa, hình dung cái kính của mình chưa. Cái kính này bọn mình sẽ không để như thế này nữa. Đấy, ngày hôm qua các bạn thì cũng bảo là bọn mình đang thiết kế như này thì nó đang giống như một chiếc Ferrari nguyên bản đồ. Đấy, mình vẫn thấy là như thế. Đây này, bây giờ chú Lợi đang chuẩn bị lấy cửa để cắt ra đây này. Có bạn thì cũng có vài comment rồi chứ không phải là một comment nữa, cũng bảo bọn mình là chưa thấy thiết kế gạt mưa anh em ạ, gạt mưa. Đấy nên là hôm nay đầu vlog mình nhớ ra thì mình tiện thể mình nhắc đến vấn đề này luôn cho anh em ở trong đầu vlog này, chứ mình kiếm khéo lại quên mất. Cái gạt mưa này thì bọn mình có thể là sẽ lắp sau khi bọn mình hoàn thiện hết mọi thứ. Đấy, nói chung là cái bọn mình phải đang tìm một cái bộ mưa nó phải phù hợp anh em ạ. Chứ mà cái này, cái kính của mình ấy nó là kính cong. Đấy, kính cong theo kiểu cong đa chiều chứ không phải là kính như con xe bình thường. Như con xe bình thường đâu nhỉ, không có con xe bình thường ở đây cho anh em xem nhỉ. Như chiếc Bugatti này đấy. Như chiếc Bugatti đi. Chiếc Bugatti này thì trước kia là bọn mình cũng đặt, nhưng mà bọn mình cũng phải tìm kiếm một cái bộ gạt mưa nó của một con xe. Xong đó bọn mình về bọn mình lại phải thiết kế lại anh em ạ. Thì bọn mình lấy cả gạt mưa của ô tô cũ, sau đó mình tức là đây này, cái của ô tô cũ này, đây cái này này của ô tô cũ này. Đấy. Và cái hành trình của nó phải cân chỉnh rất là khó. Mà nói chung là cái gạt mưa hiện tại thì bọn mình đang bị cháy motor nhé. Gạt mưa Bugatti này đang bị cháy motor. Đấy, nhưng mà mình cũng chưa có thời gian thay được. Tại vì là cũng nếu mà bọn mình đi lại liên tục ấy thì chắc chắn là bọn mình phải thay rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì với chiếc xe của mình này thì bọn mình đang để trưng bày. Và đương nhiên rồi, nếu mà nhìn qua thì chúng ta đang đầy đủ phụ kiện, có cả gạt mưa cả mọi thứ. Đấy. Nhưng mà đương nhiên bọn mình khi sử dụng đấy thì bọn mình sẽ cần những cái tính năng nào nó phải gọi là sao nhỉ, hỗ trợ cho việc vận hành. Kể cả gạt mưa không vậy, dưới mưa thì cũng có gạt mưa cũng không được. Chiếc Ferrari này cũng không ngoại lệ nhá. Thì bọn mình sẽ kiếm một cái bộ gạt mưa phù hợp để có thể là lắp lên chiếc Ferrari này. Nhưng mà hình như là gạt mưa của Ferrari này chỉ có một cái về không chứ nhỉ? Một cần nhỉ? Một cần thôi, gạt được hai bên luôn. Một cần gạt hai bên luôn. Hình như Bugatti này nó dài lắm, còn này nó gạt một phát nó gạt cả ngang này. Nó chính giữa luôn. Bugatti thì nó hai cần nhưng mà nó cong ấy. Nó cong kiểu một cần thì hơi có phát về, một cần thì nó lại hơi ngược về, đấy là Bugatti ấy. Bugatti đúng rồi. Còn cần con này thì nó cong về, nó gạt về một bên là về hết, nhưng mà con nó gạt là gạt hết cả luôn. Nói chung là như thế là liên quan đến cái hành trình của cái motor nữa. Nên là anh em ạ, kiếm cái bộ motor đó của bọn mình cũng đang tìm hiểu trên mạng rồi, những cái bộ gạt mưa của các ô tô truyền thống phổ thông ấy trên thị trường ấy. Nhưng mà cái hành trình của nó thì nó đang mình sẽ phải có một số cân nhắc tìm ra cái bộ phù hợp nữa. Lắp cái kính mà nhìn nó khác hẳn luôn. Bắt tạm mà chú phải không? Bắt ốc này, cái này tạm vào xong rồi để cắt, nhưng mà ốc này về sau nó cũng là ốc nó luôn. Đây nó có 4 điểm ốc rồi đấy. 4 5 điểm ốc, 1 từ từ ăn nguyên. Đây là 1 điểm này. 2 này, 3 này, 4 này. 5 này, 6, 6 cái điểm ốc của cái nhựa này. Vừa qua nó là phải nới nới để cho nó ăn ren nhé. Đánh sắt chưa? Cho xuống sắt đi. Rồi, ok. Lên đây nữa. Đây là điểm nữa. Thank you.
hút nó vào đấy giữa mối hàn đó. Thả vá và sắt giữa mối hàn đó. Cứ khoan nó đi, cứ khoan đi. Ra ngoài một tí thì kìa, bởi vì nó bên này nó sát mép rồi hả? Không sao, cái đấy không sợ. Từ giá kỹ rồi. Quay qua ba đi, cần lưới không, mua nhiều tí nhỉ. Nói chung là mua về đằng nào mình còn sử dụng mà. Đúng cái đấy nhiều hợp cơ đi lấy nó cũng khó. Ừ, mua ít nữa thì mới làm tháng sau chuẩn tay ba đi rồi. Ừ. Con này gần như hoàn thiện rồi, con này chỉ còn nội thất nữa là xong hết thôi. Rồi, rồi bây giờ cháu chạy qua đấy xem có không mua ở đấy. Pagani người này chuẩn bị vào tiến hành rồi. Pagani thì nói chung là form với mọi thứ ok rồi, chỉ cần làm gọi là làm chi tiết đấy chị. Người đi vào chi tiết thôi, không phải làm khuôn nữa. Chi tiết là xong. Hiện tại mình đang có mặt ở Uông Bí nghe mọi cái cửa hàng mà mình mua mấy cái lưới để làm xe đấy. Hôm qua thì mình đi qua và họ đóng cửa. Ngày hôm nay thì họ vẫn đóng cửa. Toàn rồi, mất công quá anh em ạ. Đây này, cửa hàng điện nước vật tư kim khí này. Chết rồi, bây giờ thì mình đang phải về nhà rồi. Trời ơi. Mình phải lên từ Uông Bí để mua mà không có. Sao hôm qua họ đóng cửa, tưởng hôm nay họ mở cửa cơ anh em ạ. Đèn thế nhỉ. Cái lưới đấy ở quê mình không có, ở quê mình toàn cái lưới kiểu khác thôi. Thôi mình sẽ về nhé mọi người nhé. Lại chú ơi ạ, không có đóng cửa mà. Ừ. Có vậy đường lưới ở mình ở đây đó. Dạ. Người ta có công việc gia đình nhỉ. Ừ. Lưới treo đi du lịch làm sao đó vậy.
Ô, tẩy sơn đi à chú? Đang pha chế cách tẩy sơn cho nó không ảnh hưởng đến nhựa. Chú đang tẩy cái gì? Kết hợp dầu ăn với lại Putin thôi, nhưng mà ngay Putin thì hỏng lượng nhựa luôn. Ai bảo chú này, chú lấy ra công thức này. Vừa mới nghiên cứu xem. Kia tẩy sạch tinh gì đó ấy. Nhưng mà Putin vào thì phải hỏng chứ. Ừ. Nhưng mà ngay Putin thì hỏng cái nhựa. Mình cho dầu ăn vào không hỏng à? Ừ, cho dầu ăn vào thì gần như kiểu nó có một lớp dưỡng. Này, bóng lùi chưa? Nghĩa là gì á? Rồi, xịn chưa? Đúng rồi. Mờ không mờ được, mờ cái kia nó còn cũ của nó mới gớm ghê chứ. Đây nha, đây phải không? Cái này làm gì chứ? Không, test thử ở tay ở đây thì mới tay ở kia. Test thử tấm này thôi, tấm kia tấm chính của mình phải không? Cái tấm này tấm cắt có đi rồi đó. Có đi rồi. Chưa, không có lưới, định là thay thế cái tấm này bằng cái lưới tản nhiệt đây. Không có. Không có, người ta không mở cửa chứ mày không có. Để chạy ra phòng biết xem thử không có. Ừ, mang cái mẫu đi. Đi mua đồ vậy á. Đây màu xanh này, ở cái quy áo này. Đó sao? Màu xanh này mình chỉ gọi là màu xanh cây tần thôi, nhưng mà màu xanh này là lavel đi, nó có chỉ có hai chiếc. Độc. Đâu? Màu đó. Màu nào? Màu xanh này. Tức là trên thế giới á. Ừ, trên thế giới. Tức là mùa người ta đổi sang cái màu này là rất là lắm tiền, phải xin phép xin đầy đủ. Xin phép một nhà sản xuất. Ừ. Có hai con nữa. Hai con cùng nhau luôn. Đấy. Mình xem cái video đó rồi nhưng mà không biết con này tìm có thấy không? Màu này là màu xanh dương dương nhỉ. Xanh dương dương. Xanh bờ lô. Dương dương. Tìm chưa? Có. Hả? Đấy đi. Đâu? Không phải màu này. Đấy đi. Xóa đi. Không không nghĩa là nó ở đâu nhỉ? Ừ đấy. Phải màu này không nhỉ? Đúng rồi. Đấy. Chú vừa nhớ kia nó là màu này với màu gì? Ở đấy màu này đi. Xanh lê man. Thế thấy không đẹp bằng màu vàng và cam. Là cái nó độc màu thôi. Ý là nó chỉ có hai con đấy trên thế giới thôi phải không? Ừ. Hai con trên thế giới màu này thôi. Hai con đấy. Màu vàng đây. Màu vàng nhiều xem đẹp màu vàng lắm. Vàng đẹp ra. Vàng gì cũng chiến đó. Vàng bông bi mà. Nhưng muốn làm vàng cam cơ chú lại gì? Vàng cam nữa. Ừ, vàng cam cơ. Vàng này vàng kia. Vàng cất rồi. Vàng chanh. Yeah, vàng cam đấy. Không. Vàng cam. Màu vàng chanh. Yeah. Đấy. Vàng chanh thì nó kiểu hơi nhạt nhạt. Vàng kiểu này đi. Đấy, vàng kiểu này nó có một chút kiểu cứng cáp hơn đấy. Đậm hơn đi ấy. Ừ, tức là vàng mình pha cho chỗ đậm hơn một chút. Chú đợi gì? Thay là thế. Hay là bên người ta thuê pha cho anh ý. Thì người ta pha cho chú đợi gì chứ vàng của vàng chanh kia thì không gì lắm mà. Nó kiểu đây cam này. Đây vàng cam này. Đây cam. Đây là cam. Đây là vàng cam. Mình phải chơi có vàng cam mà không? Cũng vàng vàng nhưng mà đậm lên đi như này nè. Ừ. Yeah. Nói chung là sơn màu này nó nổi xe lên nó cũng khó. Mình phải nghiên cứu kỹ lưỡng xem cái xe nào đẹp nhất. Chừng có sơn vàng cao nhá. Cái lúc ấy mà chất lượng của làm đều làm đẹp đẹp ấy. Đúng đấy là đúng rồi. Ý cháu là không biết là họ vật liệu là nhựa có dùng composite kiểu dạng của mình không hay là loại chất lượng nó khác gì? Không. Composite này nó. Mà composite là nó là gì mà chú? Composite nhá, nó bao gồm nhiều loại cũng phải cái xử lý tinh với lại nghìn tiền thôi. Biết rồi. Đây thì mọi người đang tiến hành làm mấy cái tấm thẳng này mà mình ghép để mà mình lấy cái ghép cho những cái chi tiết còn lại. Để một tấm to mình làm cái con này còn ghép lại tấm đen lên. Đó để ở cái đoạn động cơ anh em nhé. Cái này là phải làm về ghép nó dễ. Những cái nào mà chi tiết mặt thẳng đấy, với lại mặt chiều vuông, với lại độ cong vừa phải thì mình sẽ dùng những cái tấm này để xử lý. Hay là anh xin địa chỉ của đồ đấy lên ý, xem thử tâm văn có cho công thức không? Dạ yeah. Cho công thức không? Em có làm kinh doanh mà nó là nói đang chạy đang nhận đồng biết mà thì mình lấy thì mình nhớ quay như là nhớ đúng rồi chuỗi trong kia có chuỗi mềm ấy. Nếu mà có thì kiểu mình mất chút tiền đấy. Mất phí. Mất phí cho người ta. Để mình học kiến thức phí.
không lý. Nào như mình làm tự phát. Nha. Yeah. Mà ý cho cháu là muốn đi học được cái kiến thức người ta làm, cái kiến thức trẻ tạo hình form với lại vật liệu ấy. Còn trong nếu làm vật liệu thì nó kiểu hai á. Chỉ là mình mới chỉ tiếp cận được cái này thôi, cái sự thủy tinh với lại keo là thôi. Mình thấy thì nếu như những hãng ô tô lớn cũng như ở Mr. Xuân Hoàn ấy, người ta cũng gì mà người ta cũng ghép về mà sửa dán rồi đi. Ừ, cũng làm xong người ta ghép, người ta cũng ga ghép không biết là không biết là người ta cắt xí là về không, nhưng mà có lẽ là người ta tạo form kiểu kia, form kiểu kia trong cái hình rồi. Nhưng mà nếu mà nói thật để mà nhìn đúc được, nó đúc được là đẹp hơn đúng không? Yeah. đúc đẹp hơn, đúc thì mình tạo được form nguyên bản này. Chân ở đẹp hơn gì không? Con này vừa xin là con rôn roi chứ nhỉ? Con rôn roi tối chạy đi chơi. Và cố gắng nếu mà làm xong con làm con sáu ấy là mình làm cải thiện cái phần body đi luôn. Cho thấy mấy con này mình làm vẫn chưa thấy chất lượng body, nó vẫn chưa là hoàn hảo lắm. Làm mà nó càng mỏng càng tốt. Vâng. Tôi nghĩ là có thể là mình không dùng cái bảng bột bã nữa, không cái bột của bác sĩ đấy, bột đá gì vậy? Bột đá như kiểu bột đá ấy. Mình nhớ nhất không sử dụng cái bột đấy nữa. Cái đấy nó là cái đấy mình mà làm mình chỉ để làm tạo khuôn thôi. Vâng, anh cứ vào xem rồi. Dạ, em gửi tiền vào anh nhé. Đây là mấy cái kệ mình mua về để chuẩn bị bên cái xưởng mới của mình cho anh em ạ. Thì là mấy anh kia đang đi trên chiếc siêu xe này thì vào ngắm siêu xe của mình. Ok rồi. Rồi. Ok. Đây là hai bộ kệ mình mua 2.400.000 trên mạng anh em ạ. Cái này thì tối mình mới lắp được. Hiện tại thì ban ngày là mình sẽ tập trung làm xe. Tối thì mình lắp đặt mấy thiết bị này để cho cái xưởng mới kìa anh em ạ. Ok, cảm ơn anh nhá. Ok em. Hả? Em cứ đeo nhà đấy. Kệ mày mang sang đi. Kệ này mình mua hai bộ kệ này khá là to anh em ạ. Cao 2m, ngang 1m rưỡi, 5 tầng. Cái kệ mà ở mấy siêu thị rồi thì người ta để ở đây. Đấy. Đấy, mấy anh này chụp ảnh check in này. Anh cũng vào luôn chứ. Vào cả anh, làm kiểu anh. Đấy. Dạ. Nhựa. Nhựa đấy anh. Nhựa. Anh đập thoải mái, không vỡ được đâu, vỡ tay thôi. Này cứng lắm. Anh chụp chụp góc nghiêng này ném đẹp. Để em chụp cho. Nào. Anh có ngồi đây không? Đây anh kiểm tra với em đi. Xem có đẹp không? Đấy. Dạ. Mờ. Máy nó đẹo mà anh cứ cắt. Nhưng mà như nào thì nó nét được. Em cứ giữ yên em chụp đi nhá. Anh kiểm tra xem có nét chưa? Em thấy đứng yên rồi mà. Đấy mấy anh đi công ty gì kìa, điện đóm gì á. Mà anh chở dây điện à? Em lấy xe. À, em đang chế trong nhà đấy kìa. Con đấy còn đẹp hơn. Đây đang làm rồi. Khoảng một tháng nữa là xong. Một tháng nữa. Một tháng nữa là xong rồi. Con này đẹp lắm. Vâng, động cơ máy ô tô. Máy ô tô cũ ấy. Đấy.
Thì cái phần lưng em đang làm nền. Nền chuẩn bị lên vỏ ác. Rồi. Như chín chưa? Như chín đấy. Bây giờ thì bọn mình sẽ làm cái nền đây, hiện tại đã cơ bản rồi. Bọn mình sẽ làm cái nền là hai cái cánh cửa này, và lát nữa thì bọn mình sẽ tiến hành là bắt đầu lên matit để làm lại cái nền cho ok hơn. Đấy. Thì nói chung là hàng ngày thì bọn mình rất là nhiều anh em đi qua nhà đấy, thì thấy xe của mình vào thăm. Đấy cũng là vui. Đấy, rất là nhiều anh em ở khắp nơi luôn. Đang bật thác nước ra sạch sẽ luôn. Chuyện là hồi nãy ấy, mình đi mua cái lưới về, mình mua ở trên Uông Bí, mình bảo là trên đấy mới có, thằng Nguyên nó bảo là ở Quảng Nghiên em thấy cũng có, thế là Nguyên mới là chú lợi cá cược với nhau, và cá cược thành công. Thằng Nguyên nó thua thì nó phải mua kem đấy anh em. Cái lưới mà làm cho cái lưng kia anh em ạ, và cá cược thành công rồi. Đã bộ rồi, ở trên đấy là người ta chuyên về sàng than đấy, than ở trong lò nó ra ta sàn sàn đấy, sàn đá lấy sàn cám, từ than đá sang than cám thì người ta mới có cái sàn đấy. Ăn kem ngô mọi người ơi, ăn kem trong vui mừng chiến thắng. Sao tại Hàn Nam? Hàn Nam đâu đá? Núi Bí không? Cay không Nguyên? Được. Được hả? Quất. Nó chơi có chị không? Quất thôi phải không? Quất. Em mày quất thôi. Đáng tội là bọn mình đi lần những cái lưới sắt đấy. Thì lần trước ở Quảng Nghiên bọn mình lần hết rồi. Ở địa phương mình ấy lần hết rồi. Thế phải sang địa phương bên cạnh. Mà ý là nó bảo là nó căng căng một điều là nó bảo là cháu thấy ở ngoài Quảng Nghiên có y xì luôn. Cháu nhớ, cháu nhìn thấy mà. Ừ. Nhìn thấy vậy. Vậy mới cược chứ. Nhìn thấy lại bây giờ đâu. Không có chuyện đấy đâu em ạ. À. Anh với chú thì lần khắp nơi ở đây rồi. Không có, phải lên Uông Bí. Trước tìm con Bugatti mà không có. Không có đâu. Phải rồi lên Uông Bí mới thấy. Là cái mẫu mã phải phù hợp. Nó phải nhìn, nó phải tiêu chuẩn, nó giống giống một chút. Nó nhỏ nhỏ một tí. Lỗ to để gặp. Lưới làm loa ấy, đẹp lắm. Mỗi tội là người ta sản xuất hàng loạt. Rồi người ta bán bây giờ còn không một lấy mắt đi nữa. Về mắt khác rồi. Kem ngô ngon nhỉ. Như vậy là được ăn kem anh em ạ. Wow.
Quay được anh ạ, lắp vào xong rồi xuống. Xong rồi. Quan trọng là khi lắp vào nó có kiểu hai cái này nó có ghen nhau hay không ấy. Ví dụ lên vậy nó ghen, nó cắm cái nó cắm vào cái góc ấy. Nhưng mà như chỗ này mình làm bàn lề lên đến đỉnh rồi. Thì là khi lên của nó lên đến đỉnh thì độ cựa của nó, độ ghen nó không đáng bao nhiêu ấy. Mà mình không mở cao, mình mở tầm này là kiếp khủng rồi. À. Chờ mỗi lưới sắt về nữa là ok thôi mà. Lưới sắt này là nghỉ chắc ngày mai có. Lưới sắt là do Mr. Nguyên. Ok. Đây mình vẫn còn thao lắp này, ốc đây này. Nếu mà lại bộ không tháo ra chết rỡ. Đây cái này tháo ra nhá. Đây. Hai con này vừa hàn trông nó hơi xấu xí tí. Một lưng sắt luôn nhỉ. Một lưng sắt luôn. Bên trong này thì anh em mình đang tiến hành cố là để làm lại cái bề mặt anh em ạ. Đây. Bắt đầu lên bả rồi đấy. Rồi. Cái bả lô cua nào mình phải bả cho nó ok không mình quay ra mình làm mặt nạ được rồi. Lâu khô lắm. Phải chiều khi mài mới còn dính nát. Đây cái này sắp đến giờ nghỉ rồi nên là cố gắng bả hai kiếng đi. Chiều mình bả. Cái cốt này phải mở được ra cơ thì hôm nay mình làm để cho mở ra nhá. Cái nắp nhựa này nhá. Đó. Sau khi hoàn thiện mình sẽ lắp một cái tải đèn ở đây. Cái tải đèn phanh ấy. Khi đạp phanh là nó sẽ một cái tải đèn ở đây. Sáng lên luôn. Trong xe thật nó cũng có. Thực ra thì mình chỉ mở đến tầm này thôi. Vậy. Ừ. Có mở là mở cả cút. Này là ok rồi. Vẫn vậy chứ khi mà bắt ốc vào với nhau nó giằng rất là cứng luôn ấy. Hết rồi. Sơn luôn là chú. Hết rồi. Mình về trên nhà mình thì video thì cũng đến rồi thấy chú sơn này rồi. Cái sơn có cả cái sơn cũ nó bị đè lên anh nhá, tẩy hết đi đẹp luôn. Hả? Đẹp thì là nó bằng đấy. Đẹp đúng không ạ? Nhớ là cái bóng này mà mình che để cái kính ở dưới này quan trọng này. Đây sơn cái khung bên ngoài này. Bây giờ là bên ngoài là sắt kết hợp này, sắt cái gì kết hợp này. Còn mình có thiếu ở đây là thiếu mỗi lưới. Thế nên là lưới là ok luôn. Phải chướng đi, đem luôn. Mở lên đẹp hết nhỉ. Lo cả cái kính trước hai cái góc đuôi được không chạm. Thì mở lên hả? Đẹp núi hay đẹp cái cùng không? Đẹp đông là đẹp 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 là đẹp 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 lụt là kiểu nước lụt đấy. Vô. Đây, bà lụt đoạn này rồi. Giờ thì mọi người đã nghỉ ngơi để đến giờ ăn cơm mọi người nhé. Ok, hẹn em buổi chiều nhá. Hello anh em nhá, chào anh em buổi chiều.
Đấy thì chiều nay mình đang vẫn bả đấy anh em này, bả hai cánh cửa đây. Cái thì vẫn làm chỗ này đây. Biết gì? Ừ. Không hết. Còn chú Lợi đang làm gì đấy? Chú Lợi. Cái này là nhiều anh em có bình luận rồi thì mình cũng thế, à rất là nhiều người bảo à nên làm những đúng những chi tiết có trên La Ferrari thì hôm nay cái này mình cũng vẫn cứ giữ lại cái phanh tay này. Ừ. Nhưng mà mình sẽ làm ba cái nút ở cái chỗ này để làm giá trên đấy luôn. Nhưng mà có khả năng cái nút này không sử dụng. Nhưng mà mình cũng phải làm ấy. Để cho nó giống với lại cái xe thật luôn ấy. Nhưng mà mình vẫn làm nút. Ừ, có nút. Cái này phải đắp khuôn nó xét để tạo khuôn phôi đấy. Khi mình dán thì nếu cái này cái phanh ở trong này rồi lấy ra nó cũng khó mà. Ừ. Để mình dán trực tiếp ở đây luôn là đúng. Ừ, dán trực tiếp luôn. Đỡ phải mang ra ngoài. Vậy thì phải lót vào cơ. Ừ, lót chứ. Tức là những cái này, vị trí này nó tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà nó là cái cơ bản của một cái xe đó. Hả? Mình sẽ cố gắng phác thảo và gần giống nhất có thể mọi người nhé. Mọi người sẽ cùng mình chế tạo những cái gọi là chi tiết nhỏ nhỏ của xe này, có những cái thì trong nội thất, có những cái ngoại thất nhưng mà bắt buộc phải có. Đấy, nghe thấy không? Đây là mình mới phát thảo ở đây, nó sẽ còn có ba cái nút ở đây, một nút này, hai nút này, ba nút, điểm này một nút, điểm này một nút và điểm này một nút. Ba nút thôi à? Ừ, nó có ba nút mà, ba nút to một chút. Sau cây thì cho thấy bé bé. Không, ba nút nó cũng không to đâu, vừa vừa thôi. Nó như kiểu nút điều khiển đấy. Ừ. Ok đấy. Đấy anh em ạ. Làm răng đấy anh em ạ. Cái quán buổi sáng đấu cỡ này có hay quá. Mất công đi lấy được về tốt. Một phát 5 mét luôn chú ơi ạ. 5 mét là 7 lít đấy. Mấy lít nước. Đây này. Đấy. Đằng nào về nước cũng là con ba đi. Mất công mua. Đấy tiết kiệm được mỗi độ 5.000 tiền răng. Ba đi cũng được. Anh em chưa? Đang làm gì anh chú? Ô, làm cần số à? Cần số. Ôi, hay thế. Cái này làm này thì gì thôi. Đấy anh em thấy giống được khoảng 20% chưa? Chỗ này đấy. Cái này sẽ dán. Cái lưng đằng sau chú. Lưng nào? Lưng nắp lưng này. Nắp lưng người đã làm luôn. Cái đấy bộ quay cẩn thận đi. Đấy. Cái nắp lưng thì quay cẩn thận, mai quay. Cái gì? Mình phải cắt bỏ cái lớp ngoài đi. Lý do là như vì sao các bạn thấy nó thoáng nhỉ? Bởi vì mình vẫn tận dụng là cái phanh tay cũ, cho nên là mình không muốn vứt cái này đi. Vì đây này, tác dụng của nó vẫn sử dụng được. Nó là cái lẫy. Nó là cái lẫy, lẫy khóa đấy. Cho nên là mình cố gắng là mình phải giữ lại. Nhưng mà mình tạo cái form thì nó gọi là giống được phần nào thôi. Mọi người hết sức thông cảm nhé. Nói chung là đẹp rồi. Tao nghĩ là để chứ cũng được rồi. Nhưng mà hôm nay có thêm cái này thì ok hơn. Vậy nó hoàn thiện hơn về cái khoang nội thất. Đẹp đấy nhỉ. Cái này thì xong mình lại đổ nhựa chứ. Dán. Dán nhựa chứ. Dán nhựa xong bắt đầu là bỏ ra ngoài mài xong. Mình mới khơi tháo ra, mình mé dưới này, mình mới chỉnh sửa những đoạn nào thừa thiếu mình chỉnh tiếp. Như cơ này là mình hiện thể mình để về đã, xong là mình dán tựa xong lôi ra. Ở trên xe thật thì những cái lưỡi tròn này là những cái công dụng gì không chú nhỉ? Có chứ, nó có ba cái nút điều khiển thì cũng không hiểu là nó về vấn đề gì nhưng mà như trên đây nó có đây một nút điều khiển, đây một nút, nó có tác dụng hết đấy. Chưa rõ nó nguyên nhân nó là cái gì. Mình chắc chắn là sẽ có nhỉ. Ừ. Hay là có kích hoạt bom nổ sáng gì to chỗ mấy như chỗ mấy xe đuối mà có cái nút bấm hay xong coi nó phọt ống xả ra lửa xăng ấy, xăng ấy, xăng lửa xanh lửa màu xanh đấy tăng tốc ấy à vậy gì chắc vậy thật đấy ăn thế
thì mình sẽ đi lấy dựa mình dán luôn để cho nó khô trước gì. Ví dụ dán Comasit đi. Đấy, mình vừa đi ôm bí về anh em ạ, thì thấy thế anh em ở nhà là đang bắt đầu có vẻ là đánh bóng rồi phải không? Dùng nhám mịn rồi phải không? Không, mình dùng nhám mịn này đi, mình mài bề mặt đi cho nó vừa vừa, dùng giáp to nó đi hết luôn. Đây đây, được gân gân ngon đây, gân sắc nét rồi đấy. Sau này là giao chung nguyên khâu cái gì vậy? Giám đốc kỹ thuật cái gì? Body. Yeah. Body. Ừ. Nó kỹ thuật cơ. Còn chú Lợi với nhé thì cứ triển khai những cái kết cấu rồi thì form dáng ra. Nó làm sắc nét kỹ thuật đi. Yes, với Lợi, chú Lợi đi. Khâu tính tiền đi chú Lợi nhé. Khâu là lấy đấy dặn là khâu. Sau này bắt lỗi là rồi sau này lên mạng là các bạn đổ là kêu body xấu rồi chú ạ. Cứ thằng Nguyên. Thằng Nguyên mà giá. Cứ thằng Nguyên. Cứ thằng Nguyên mà giá. Nói chung là bọn mình thì không làm sai đâu. Chỉ nếu mà tất cả nó sai bọn mình đều là vô tội. Bọn mình vô tội. Thì là cũng không đồng báo mà nó vẫn làm người sai. Nó là cái bên giám đốc kỹ thuật nó quản lý cái chất lượng kỹ thuật thì phải không? PC vào PC à hay là gì? Ừ, đúng rồi. Tất cả là tại anh Nguyên. Rồi, mình xin nhận hết. Anh em nhá, nghe thấy chưa? Sau này ví dụ chất lượng bề mặt thế nào? Nãy mình có đọc cái bình luận là có bạn cũng bảo là anh em sẽ cố gắng là mài xe kể cả chậm một chút cũng được, nhưng mà nó được sắc nét thì đến lúc mình sơn ấy thì nó đỡ mất công, sau này phải sửa lại đấy. Thì đây là mình đang thực hiện theo cái suy nghĩ đấy đây. Anh em của mình đây thì mở sắp tới bọn mình mở xưởng độ xe nhé các bạn nhá. Độ xe thôi. Ôi, ôi ác liệt là được. Cháu định đăng ký cho chú một khóa đi đi mà đi nâng cao làm nghề. Các loại xe off road đấy. Không đi đăng nâng cao cái nghề, nâng cao tay nghề lắm này mà thằng Nguyên nó lại chưa cấp 4 xuống. Vậy lại phải xem. Xem tình hình làm sao. Xem mà nguồn vốn gọi kiểu gì. Hay là đề án của mình chưa ăn thua ấy. Bố Nguyên rồi mà Nguyên chưa cấp vốn cũng cho ra. Để điều chú cho, đưa chú đi du học. Chắc đề án của chưa ăn thua. Đề án mà tốt đi. Đưa chú Lợi đi du học. Hồ sơ chưa đầy đủ. Trong hồ sơ vẫn còn là mới được có 5 người yêu. Phải khoảng độ 8 người yêu mới đủ. Chưa đạt chỉ tiêu không? Chưa đạt chỉ tiêu. Chưa đạt chỉ tiêu á. Không nghỉ phép nữa Nguyên ạ. Cái sống thật này. Chưa đạt chỉ tiêu rồi. Tụi tình yêu với em 64 tỉnh thành. Vừa rồi mình nghe bình thường. vừa rồi kẹt lên mình nghe mình tướng là nhái giết lợn cơ. Mày cứ chú thật nó đột ngột quá. Đột ngột thì chống từ nãy giờ rồi hả? Từ sớm giờ rồi cơ này bắt đầu mới tôi nói từ sớm rồi chú ạ. Như vậy thì cháu phải dặn trước là nhà mày phải bật nhạc sập sình lên. Cái này phải dán thật cẩn thận mọi người nhé, bởi vì nó chi tiết nhỏ mà mình không có gì cẩn thận. Hả? Có là nút bấm mà. Thì cứ làm nó vậy á. Ví dụ có nút bấm thì mình làm sao? Vậy xong rồi. Chị mình vẫn khoét lỗ mà. Ông bấm nút này xong như kiểu cầm như kiểu bắn súng này, như kiểu đi hết đang ừ, đúng rồi. Bắn. Bắn tên lửa tên lửa. Hay. Nút bấm tên lửa đây là nút bấm của ông Putin à. Putin. Sang thơm đi chú. Hả? Ông sang thơm. Ông sang thơm. Được 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 được. Thằng này ông nói hay lắm. Ông sang thơm mà đúng. Đây là này. Nguy hiểm nha. Tí tí vậy mà nguy trông có vẻ nguy hiểm nha. Oh.
chú. Mấy hả? Mày độ đi. Ủa mày độ đi. Một triệu 098.000 anh. Matit. Nhìn cái Matit à? Ở cái Matit mà. Ờ đúng rồi, bộ là mã gì ấy, bộ bài căn đấy. Đi bộ cái này đấy. Bả cái bả mình mua về cho nó nhanh khô đấy anh em. Nó là cái bả mình mua ở quê mình thì nó lâu khô lắm. Tại quán cái gì nhỉ? Phan Vũ ấy. Đấy. Bao nhiêu anh nhỉ? 101098. Đấy, cái bả này thì mình mua trên mạng đắt hơn anh em ạ. Nhưng mà nó cái thời gian nó đông kết thì nhanh hơn đấy. Nhanh rất là nhiều. Anh kia thì nó rẻ nhưng mà thời gian không chờ được. Thế là thôi thì cái này đắt một chút được. 3 tiền cái này. Cái này là 240 một lọ. Nguyên lọ như này 3 tiền. Lọ kia là 170 một lọ. 170 một lọ. Rẻ hơn 70.000 cơ. Đúng. Không phải, rẻ hơn một chút, mà rẻ hơn bao nhiêu cái gì? Rẻ hơn nhiều ấy. Rẻ hơn lọ đông cứng đâu ta? Có mà, phải có chứ. Đây. Có lọ đông cứng không? Thì bốn lọ này mình mua không ít tiền đấy, nhưng mà ý là những chi tiết là mình làm mà đó. Chưa cần gấp ấy thì mình dùng cái bả kia nhá. Đông cứng đó. Thôi rồi, không đẹp. Để bỏ bê nhá. Bê vào nhà đấy nhá. Thành nhìn nát. Thấy chưa? Bố phát là mua vậy. Cái này cái kém lắm anh em. Mang đi mới có cái gì. Ui, thôi có bóp. Ui cái này cứng đấy nhỉ. Cái này số nhỏ. À, có mình có đám ma nên hơi ổn tí. Nào, 3, 2, 1, ừ, các ông vùng năm 1920, thủ tướng Đức gặp Napoleon. Cất lên luôn rồi, cất đi thôi. À, cái này thì khá là ok rồi nhưng mà thôi thì để mai vẫn còn hơi dính một chút. Chắc là mai thì chúng mình sẽ bóc ra lên phần lưng nhé. Nói chung là với cái phần lưng này thì mình cảm thấy là nó đẹp hơn cái lưng trước của mình rất là nhiều đấy. Nó có cái phần này rồi, lưới thì mình đã mua về rồi nhé. Lưới tản nhiệt này. Đây, cái lưới này. Đây. Mình đã mua về rồi thì ngày mai chú Lợi sẽ đến cái này thiết kế là đến khu vực này. Hôm nay buổi chiều thì mình có công việc, mình phải đi. Sao bây giờ thì mình về cũng sắp hết một ngày rồi. Khá đẹp đấy. Chú Lợi về thì mình thấy là chú Lợi đang làm cái phần cái vô lăng đấy. Vô lăng khá là ok. Cũng là hai cánh cửa thì mình đang lên bả rồi. Lên bả khá là đẹp rồi. Đấy. Thì hiện tại là anh em đang rất là cố gắng để cái công việc làm nền. Anh em ạ, công việc làm nền là công việc rất là cực kỳ quan trọng. Và một vài chi tiết nữa là sau. Còn lại thì mình đang hoàn thiện. Đấy là nhất đang hoàn thiện nhá. Đây này. Đấy. Đẹp rồi. Chúng ta đây làm gì đấy? Đấy. Cái này là trước cũng có ga gì rồi nhưng mà cái này mình sẽ phải là dành thêm cái này nữa. Đây đi. Nó ngăn lại chứ. Cái này là cái tấm gì mà dày? Đợt trước các bạn có xem cắt cái này rồi đấy. Tấm gì mà dày vậy chú? Poly đấy. Poly dày à? Poly đợt trước làm nắp động cơ đấy. 4 ly mà, 5 ly mà. 4 ly cơ. Dày lắm. Ê. Dạ. Để đấy rồi nói trong rồi lắm nó đây. Phải tránh. Đợt trước cái lúc mà chưa có nhá thì là động cơ nổ là nó hắt khí nóng vào cái khoang này nên là anh em theo dõi video của mình mà thấy cái lúc mà mình đi xe ngoài đường mà mình cứ để kính hở xuống đấy. Là vì vậy không hở xuống thì cái người lái này không thể lái được. Khóe lên đây là cái hạn chế của mình. Rồi. Đấy là câu chuyện của mình ngày hôm nay. Thì bây giờ bọn mình sẽ dọn dẹp nhà cửa nữa. Ngày mai bọn mình vẫn tiếp tục công việc nhưng mà ngày mai thì bọn mình cũng có anh em bạn bè một chút anh em ở xa đến nữa đây mà bọn mình dọn đẹp đi, ngày mai không có thời gian dọn, cuối tuần rồi. Ok, đây là toàn bộ những nội dung bọn mình muốn gửi tới anh em ngày hôm nay nhé. Hôm nay cũng mình sẽ xin kết thúc vlog này ở đây. Hiện tại là 5:30 rồi. Ok,
Bye bye mọi người. Goodbye, see you.